Hai tất cả anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh của Jack Gaming. Thì hôm nay là mùng 2 Tết ha, mình cũng xin chúc anh em một năm mới thật là nhiều thuận lợi, may mắn, có dồi dào sức khỏe. Với lại mình chơi game thì cầu được ước thấy ha, mở được những con champion mạnh. Thì mình cũng xin chia sẻ với anh em chút xíu là mình cũng cảm ơn anh em rất là nhiều. Mình mới mở kênh được khoảng một tháng nay thôi, nhưng mà mình cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của anh em ha. Anh em đa số đều khuyên mình cố gắng, thì nhất định là mình sẽ cố gắng rồi. Thì mình mở kênh, thứ nhất là mình nói trước là không phải vì tiền ha. Thì tiền ở trong YouTube thì nó không có là bao nhiêu đâu. Chủ yếu là mình chia sẻ kinh nghiệm với anh em ha, mình trao đổi, mình tạo thêm một cái cộng đồng Raid Shadow Legends của Việt Nam mình ha. Mình ước mong mỗi lần mình ra một cái video á, thì nó sẽ giúp đỡ một vài anh em nào đó không không có rõ một cái mảng nào đó trong game này, và xem video của mình và tiếp thu được một phần nào kiến thức, hoặc là giúp cái game của anh em chơi dễ dàng hơn, thì vậy là mình vui lắm rồi. Thì đó là mục đích của mình. Mục đích cao hơn nữa là mình đạt đủ cái số lượng subscribe để mà mình có thể tham gia vào cái Plarium Content Creator Program của Plarium. Thì khi mình tham gia vào cái content đó thì họ sẽ cho mình truy cập vào những cái server để mà mình test, mình có thể nhận được những cái thông tin mới hoặc là những cái promo code rồi này kia. Thì cái đó là mình nghĩ thấy còn xa, nhưng mà cái đó là cái mục tiêu tiếp theo của mình ha anh em. Thì trước khi bắt đầu như thường lệ thì mình cũng xin cảm ơn bạn Tiến Trung Nguyễn với là bạn Hoàng Đạo ha. Thì hai bạn này cũng mới subscribe kênh của mình rất là biết ơn hai bạn ha. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình. Không biết nói gì hơn. Mỗi lần mà mình thấy subscribe là mình vui lắm. Ok, thì cái video này mình nghĩ là có một vài bạn đã yêu cầu mình, và hôm nay cuối cùng thì mình cũng làm được nó. Thì mình rất là vui là cái video về Clan Boss ha. Thì Clan Boss là một phần rất là quan trọng ở trong game này ha. Mình đang nói tới cái Demon Lord Clan, Clan Boss chứ không phải là Hydra nha. Hydra cũng quan trọng, nhưng mà mình nghĩ cái Demon Lord này á, thì nó dễ dàng so với nhiều anh em hơn. Còn cái con Hydra này á, thì account của anh em phải có rất là nhiều champion để mà đánh được ha. Thì hôm nay mình tập trung chủ yếu về cái Demon Lord. Thì mình sẽ giải thích cơ bản cho anh em cách mà cái con Demon Lord này nó hoạt động như thế nào ha. Mình phải hiểu được cái cách hoạt động của nó thì mình mới đánh, mình mới thắng được nó. Thứ hai nữa là mình sẽ chỉ cho anh em, mình sẽ giới thiệu những cái combo mà người ta thường sử dụng nhiều nhất trong game này, rồi những cái con champion nào mà anh em bắt buộc cần phải có trong những cái combo đó ha. Thì ok, bắt đầu thôi. Bây giờ mình bắt đầu mình tìm hiểu về con Demon Lord Clan Boss này. Thì nếu mà anh em vô cái chỗ mà Boss Guide này nè, thì nó sẽ có tất cả những cái thông tin mà anh em cần biết về cái con Demon Lord này ha. Thì hôm trước có một bạn hỏi mình là tại sao con Demon Lord này nó đánh cái con Kale của bạn không, mà nó không có đánh con Dead Knight của bạn. Thì bạn ơi, cái con Demon Lord này mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Nó đơn giản lắm. Thì nó trong cái game này nó có bốn loại affinity ha. Cái blue là cái magic, cái green là spirit, cái màu đỏ là force, với lại cái màu tím là neutral affinity. Thì cái màu tím á, thì nó không có ăn người nào hết, và nó không có gặp bất lợi so với những cái affinity khác, có nghĩa là nó ở chính giữa, nó neutral. Còn cái màu xanh dương á, cái magic á, thì nó sẽ thắng được cái màu xanh lá cây là cái spirit, nhưng mà nó lại thua cái màu đỏ là force. Thì mấy các bạn chú ý cái điều đó ha. Thì cái con Clan Boss này á, nó thích tấn công cái affinity nào mà nó thắng được cái affinity đó. Ví dụ như con Clan Boss nó đang ở cái green là cái spirit, thì cái spirit nó sẽ thắng được cái force. Thì force là cái màu đỏ đó anh em, thì nó sẽ tập trung, nó lựa cái con màu đỏ nó tấn công trước. Thì trong cái team của anh em, ví dụ như anh em có nhiều hơn một con màu đỏ đi, ví dụ anh em có hai con màu đỏ đi, thì cái con Clan Boss của cái màu xanh lá cây á, nó sẽ đánh cái con màu đỏ nào mà ít máu hơn. Đó, thì đó anh em
hiểu như vậy thì anh em biết tại sao con Lamboss nó tấn công mình. Còn cái bạn kia hỏi mình tại sao con Lamboss lại tấn công cái con Kale của bạn mà không có tấn công con Ultimate Death Knight, thì mình chắc chắn con Lamboss của bạn là nó đang ở trong màu đỏ. Cái màu đỏ của con Lamboss thì nó sẽ tìm những cái affinity nào mà nó yếu hơn cái màu đỏ của nó, thì đương nhiên nó sẽ tấn công con Kale, tại vì con Kale là màu xanh dương ha bạn ha. Thì đó, bạn hiểu được cái đó thì bạn sẽ ồ, thì ra là vậy ha. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái con Lamboss này á, nó hoạt động giống như một cỗ máy thôi anh em. Lúc nào nó cũng chỉ có ba cái skill thôi, và nó cái skill nó sẽ trình tự ra theo cái skill cuối cùng là cái skill này. Đây, Crash Through là cái skill này là nó sử dụng đầu tiên nè ha. Cái đây tới cái skill Numbling Fear là cái skill thứ hai nó sử dụng, và cái skill cuối cùng của nó là cái skill này ha, Crushing Force. Đó, thì nó cứ đánh skill 3, skill 2, skill 1 xong nó quay ngược lại skill 3, skill 2, skill 1, nó cứ như vậy nó làm hoài thôi. Thì đó, bạn phải nhớ được cái skill của nó. Rồi. Cái thứ hai nữa là cái tốc độ của con Lamboss. Đây nè bạn, cái Ultra Nightmare là 190 speed. Cái Nightmare là 170, thì mình chắc chắn cái này là 150 và cái này 130. Cái này 110. Còn easy là 90 ha bạn. Mình chắc chắn luôn, mỗi một cái level thì cái speed của nó chậm lại 20 ha, thì cao nhất là 190. Ok. Thì bạn biết được cái speed của nó thì mình sẽ build cái team dựa vào cái speed của nó. Ok, rồi đây. Thì cái skill mình nói về ba cái skill chính của nó đi, thì cái skill thứ ba, thì cái skill này là bạn đánh với nó thì cái cuối cái turn của lượt đầu tiên thì nó sẽ dùng cái skill này đầu tiên ha, thì nó sẽ sau khi nó sử dụng cái skill này thì tùy theo cái affinity của con Lamboss, tùy theo cái màu sắc thì nó sẽ có cái buff dành cho con Lamboss. Thì ví dụ như con màu xanh lá cây này nè, thì sau khi nó đánh cái skill thứ ba của nó thì nó được increase attack ha. Thì cái đó nó không quan trọng lắm. Rồi tới cái skill thứ hai. Cái skill thứ hai này mới quan trọng nè bạn, tại vì cái skill thứ hai này nó sẽ debuff cái team của bạn ha. Thì cái skill thứ hai của cái con màu xanh lá cây này nè, mình nên chú ý nha, đây là degree speed nè. Nếu mà team của bạn mà dính vô cái degree speed này á, mà bạn không có con nào mà để remove cái debuff á, thì cái team của bạn cái speed nó bị rối loạn liền, nó sẽ có thể là nó chậm hơn con Lamboss. Ví dụ như trước khi bạn set up cái team của bạn thì tất cả champion đều lớn hơn 190, mà bạn dính vô cái degree speed này á thì nó sẽ có thể nhả chậm hơn con Lamboss, nó làm cái speed của mình rối loạn hết ha. Thì bạn phải có cái biện pháp nào bạn đấu lại với cái này. Một là bạn có thể dùng cái con champion nào để nó clean cái spear, cái debuff đó, ví dụ như là cái con Paten, cái con champion mới của mình, hoặc là bạn sử dụng cái con champion nào mà nó block được cái debuff, ví dụ như là con Duchess, nó có cái block debuff buff á. Thì đó, nó có hai cách ha bạn ha. Mình nói trước hai cái skill đầu tiên này á, là nó sử dụng là cái skill AoE hết, nên là đa mục tiêu. Thì nói chung là đánh đa mục tiêu, đánh hết tất cả những cái champion của bạn ha. Rồi cái skill cuối cùng này là nó stun cái con champion, thì nó sẽ lựa cái con champion nào mà cái weaker affinity, có nghĩa là cái affinity nào mà yếu hơn nó thì nó tấn công. Thì trong trường hợp này á, thì nó sẽ lựa những cái con champion nào mà màu đỏ nó tấn công ha, màu xanh lá thì nó thích tấn công con màu đỏ. Còn trong cái trường hợp mà con Clamboss này nó ở cái affinity màu tím á các bạn á, thì nó không có cái con champion nào mà nó ở cái affinity mà nó mạnh hơn hoặc là lợi thế gì hết, nó ở neutral thì nó sẽ tấn công với con leader của các bạn ha. Thì đó là cách để các bạn muốn cái con che con Clamboss này nó tấn công vào cái con champion nào của bạn, thì bằng cách là bạn có thể set cái con champion đó ở cái vị trí leader, có nghĩa là cái vị trí đầu tiên ở trong cái team của các bạn ha bạn. Và cái skill này á là không thể nào resist được ha. Thì bạn build cái resistance của bạn cao cỡ nào không biết, nó không thể nào resist được. Nhưng mà có một cách, đó là cái như mình đã nói, giống giống như là cái skill thứ hai của nó, thì bạn có thể dùng cái block buff, block debuff buff ha, hoặc là bạn có thể cleanse cái debuff, bạn có thể remove cái debuff sau khi nó stun cái con champion của bạn bằng cái con champion nào khác đó ha. Thì đó đó là cái cách để mà bạn đối phó với những cái skill của nó. Và con boss này nó cũng giống như rất là nhiều cái con boss khác ha, thì nó không có thể nào bạn không thể nào bạn stun nó, bạn không thể nào bạn free nó, bạn không thể nào bạn sleep nó, không thể nào bạn provoke nó ha.
nói chung là những cái skill nào mà control, những cái skill nào mà dính tới năng lượng, giống như là tăng năng lượng, giảm năng lượng của nó, giảm tốc độ của nó, làm cho nó ngủ, làm cho nó stun thì đều không hoạt động ha các bạn. Rồi những cái con champion nào mà attack enemy mà nó dựa vào cái maximum cái damage của nó dựa vào cái lượng HP của con champion, giống như con Cohort hoặc là con Royal Guard này kia, thì nó giới hạn lại ha. Nó không có nhiều cái damage giống như là khi nó tấn công con Spider này kia đâu. Thì đó đó là những cái điều cơ bản và bạn nên biết về con Clan Boss này ha. Cái hồi nãy mình nói có nói đến những cái affinity nè, bạn nào mà không rõ thì nhìn lên đây ha. Nè, nè, màu blue, màu xanh nè thì nó thắng được cái màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây nó lại thắng được cái màu đỏ thì nó quay ngược lại thắng cái màu xanh dương ha. Còn cái màu tím nó ở giữa nó neutral, có nghĩa là nó không thắng ai và nó cũng thua ai hết. Đó. Rồi, thì cái team của cái Clan Boss này á thì nó có rất là nhiều cái team ha. Thì nó nhưng mà mình chia ra nhiều cái giai đoạn ở trong game, ví dụ bạn mới chơi game thì bạn không thể nào mà bạn build được cái team giống mình được. Tại vì cái team của mình đòi hỏi thứ nhất là nó cần có những cái con champion nào mà specific, có nghĩa là cái con champion này bạn phải có mới được, bạn không có không được. Ví dụ như cái team này đi là con Demeter nè. Nó phải có nha, bạn không có là bạn không được. Còn cái đây mình có hai team Clan Boss lận. Thì đây cái team này á thì cái con champion nè bạn không thể thiếu là cái con Helicast nè, với lại con này Doom Street nè. Đó thì đó có những con champion nào không thể nào bạn 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 thay thế nó được. Con này thì bạn có thể thay thế được, con này có thể thay thế được, con này thay thế thế được, nhưng mà hai con này nhất định là bạn phải có, hoặc là cái con nào nó tương đồng với con Helicast này, ví dụ như là con Rust Car the Tower thì đó. Còn nếu mà anh em nào mà ở đầu game á, có nghĩa là bạn mới chơi game trong vòng 3 4 tháng đầu và bạn không có nạp tiền gì hết thì mình chắc chắn cái account của bạn không thể nào mà đáp ứng được những cái yêu cầu của cái team của mình để mà tấn công, để mà set up cái team giống như vậy ha bạn. Thì các bạn phải kiên nhẫn thôi. Thì nếu mà các bạn ở trong cái trường hợp đầu tiên á thì mình khuyên các bạn là các bạn nên build cái team của các bạn thì dựa vào cái con champion nào mạnh nhất các bạn đang có thôi. Bây giờ mình cứ cái thế, ví dụ như bạn có max, bạn max được 6 sao của 6 con champion nào đó thì bạn cứ thảy nó vô bạn đánh thôi. Chứ không thể nào mà bạn có đủ cái con champion là thứ nhất, thứ hai là cái gear của bạn phải đủ tốt thì bạn mới có thể sử dụng được cái team, cái combo mà mình đang sử dụng ha bạn. Thì đó. Mà những cái con champion nào mà phù hợp với con Lan Boss nè, ví dụ như là con champion mà nó có cái shield, thì như mình đã nói shield á là nó sẽ hấp thụ cái lượng damage trước tiên, sau đó thì cái shield nó hết cái lượng shield của nó rồi á thì nó bắt đầu tính tới cái lượng máu của bạn. Thì bạn sử dụng con champion có shield á thì cái team của bạn nó sẽ nhận ít damage hơn. Thứ hai là bạn nên chọn những cái con champion nào mà nó có giống như là block buff, block debuff buff, giống như mình đã nói con Duchess, thì bạn nên sử dụng những con champion đó để mà nó tránh được dính những cái debuff của con boss. Thứ ba nữa là bạn sử dụng những con champion nào mà nó có ally protection. Cái đó là mình thiếu ở trong cái video mà mình nói về những cái buff chứ là debuff ha các bạn. Thì đấy hôm nay mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn nè. Thì cái ally protection á đây. Mình có con champion đây, con này Kyoku ha. Đây cái con này cái skill của nó, cái skill thứ ba có cái ally protection là cái này nè bạn. Thì cái ally protection này á nó hay một cái là vậy nè. Khi nó sử dụng cái skill này thì nó thường thường nó sẽ sử dụng lên nguyên cái team của bạn. Thì á những cái con champion khác thì cái lượng damage nó sẽ chia làm hai, một một nửa thì con champion đó nó sẽ nhận, còn cái nửa còn lại thì con champion nào mà nó sử dụng cái skill này nè, nó nhận cái lượng damage đó. Và cái lượng damage đó không đổi nha. Ví dụ như con boss thì con lane boss thì bạn càng đánh thì cái lượng damage của nó càng nhiều, nhưng mà cái lượng damage mà chia làm hai cho cái con champion mà sử dụng cái skill này nhận được á nó không đổi. Cho nên cái ally protection này nếu các bạn không thể sử dụng những cái combo mà unkillable hoặc là block damage thì cái ally protection này là cái number one nha các bạn, cái lựa chọn đầu tiên và tốt nhất cho clan boss. Thì bạn nên tìm những con champion nào có ally protection ha. Thì mình có cái con Kyoku này nè. Khi mà nó sử dụng cái skill này nó có block damage luôn. Thì block damage có nghĩa là
nữa cái lượng damage hồi nãy mình nói đó, nó sẽ quay trở lại con này, thì cái block damage này nó active thì suy ra lại con champion nó nhận không, nó hoàn toàn không nhận một cái lượng damage nào hết, cho nên là con này là một trong những con tank rất là tốt nếu các bạn không có cái con unkillable team, không có cái team unkillable hoặc là block damage thì bạn sử dụng con này là rất là tốt nha. Còn shield thì các bạn có thể sử dụng Valkyrie nè. Con này thì cái shield của nó là nó dựa vào cái defense của cái con champion, thì các bạn mà build con champion càng nhiều defense á, thì cái shield của nó càng lớn, và cái shield nó càng lớn thì các bạn sẽ không nhận được, không nhận damage gì hết. Cái shield nó sẽ lãnh hết damage ha các bạn. Đây, còn một con cũng rất là ngon, con Epic. Đây. Con Tauragi the Fox nè. Cái con này nó cũng có ally protection và nó có luôn cả cái shield. Nó con này lại cũng tốt ngang ngửa Yoku hồi nãy nha bạn. Đó thì bạn nếu mà bạn có hai cái con mình nói cái nó có cái ally protection thì bạn nên đầu tư vào hai con này và build cho nó thật là tank. Tank có nghĩa là các bạn build cho nó thật là nhiều defense. Còn cái HP thì không quan trọng bằng defense nha. Tùy những con champion mà cái lượng cái shield của nó dựa vào cái HP hay là cái defense thì bạn phải đọc cái hướng dẫn sử dụng của những con champion đó, thì bạn phải nắm rõ là cái shield của nó là dựa vào cái yếu tố nào. Giống như con Kyoku nãy là nó dựa vào defense thì bạn cứ build defense cho mình, bạn không cần quan tâm tới HP nhiều. Còn con này thì dựa vào HP, có nghĩa là dựa vào lượng máu, thì bạn phải build cái máu của con này càng lên nhiều thì cái shield của nó càng lớn nha. Cái shield của nó sẽ là 15% của cái lượng máu của cái con này á. Lâu quá mình không có chơi cái con này cho nên là cái mấy cái gear này là cũng dởm thôi. Để mình coi cái máu của con champion này nhiêu, 65 thì 15% của cái 65.000 này đó là cái shield mà nó sẽ bảo vệ cái team của các bạn, hay cộng với lại ally protection nữa là nó bảo vệ rất rất là nhiều luôn. Đó thì đó, bạn có những con này thì bạn nên tập trung build những con này để mà đánh clan boss ha. Ok. Cái đó là cái phần giống như nãy là những bạn mới bắt đầu chơi game không có đủ những con champion mà mình build những cái comp mà có thể đánh được một key của Ultra Nightmare hoặc là hai key. Thì đây bây giờ mình bước tiếp theo á, là nếu bạn chơi lâu một thời gian rồi á, nếu mà bạn có may mắn bạn 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 tham gia cái fusion của cái con Helicast này á, thì chúc mừng bạn, chỉ cần một con này thôi là bạn có thể một key One Key Ultra Nightmare hoặc là ít nhất là cũng hai key rất là đơn giản. Nó cái công dụng chính của nó là cái skill thứ ba của nó ha, là cái skill block damage, là nó không nhận bất kỳ damage nào hết. Thì đó, dựa vào cái con này thì bạn có thể build những cái team mà con Lime Boss nó đánh không có thể nào mà nó giết được bạn trong trong vòng 50 turn đầu tiên, tới cái turn 51 tới cái turn 50 chứ, thì nó sẽ bắt đầu nó ignore cái block damage với lại cái incurable, thì lúc đó nó có thể giết được cái con champion của bạn. Nhưng mà trong vòng 5 cái 50 turn đầu tiên thì bạn incurable, bạn không thể chết được. Thì đó là một cái loại team mà mình nhắc đến trước, đó là cái team block damage các bạn. Đây thì có trong cái game này có hai con có block damage, thì con ba con chứ, con Helicast. Con Helicast này cái block damage của nó là hai turn ha. Rồi Rust Core the Tower đây. Mình có hai con mà mình may mắn, nhưng mà mình sử dụng cái con Rust Core này trong cái Iron Twin. Mình build cái team ở trong Iron Twin ha. Thì đây cái con này nó cũng có cái skill thứ ba tương tự như con Helicast, nhưng mà nó không có mạnh bằng con Helicast, tại vì cái skill đầu tiên của nó là nó không có debuff, nhưng mà con Helicast cái skill đầu tiên của nó lại có weaken ha. Đây cái weaken rất là mạnh luôn. Ở trong cái Glam Boss thì weaken này làm cho bạn tăng cái lượng damage của các bạn, thì với lại nó có shield nữa. Còn con kia thì nó không có, cho nên là con này là number one ha. Rồi cái con thứ ba mà mình đang sử dụng luôn ở trong cái team mà nãy các bạn đã thấy rồi đó, là con Demeter này nè. Nó cũng có cái skill block damage, nhưng mà cái block damage của cái con này là chỉ có một turn thôi. Hai cái con hồi trước, con Helicast với lại con Rust Core the Tower thì nó hai turn lận, nhưng mà con này thì nó một turn thôi. Nhưng mà bạn build nó nhanh á, bạn bạn build nó nhanh, đủ nhanh, giống như là cái con của mình build á, thì nó rất là nhanh.
Thì mỗi một turn của cái con Lime Boss trước khi mà nó đánh các bạn thì con Demeter của mình nó sẽ đánh 3 turn. Thì 3 turn đó là nó đã đủ để nó quay lại cái skill mà block damage rồi. Thì cuối cái turn của cái team của nó thì nó đưa ra cái block damage thì nguyên cái team của nó sẽ không nhận bất kỳ cái lượng damage nào ha. Ở đây mình sẽ cho các bạn coi về cái con Demeter của mình. Đây cái team này đây. Thì cái team này mình sử dụng con Rhonda là cái con damage chính của mình ha, con Eris này, cái con này nó free nè anh em. Rồi con Dumskreed rồi với lại Deacon Armstrong. Như mình đã nói là Deacon Armstrong cũng rất là quan trọng và rất là mạnh ha. Thì hai ba bốn con này là các bạn không thể thiếu được. Con damage thì bất kỳ con nào bạn có thể sử dụng được hết. Nhưng mà khi nào sử dụng ninja thì cẩn thận chút xíu ha, còn nếu mà sử dụng những cái con khác thì mình cứ build nó đúng theo cái tốc độ thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói đến cái tốc độ đây. Rồi các bạn, thì như các bạn đã thấy trên màn hình thì đây là cái website của Deadwood Jedi ha. Thì cái ông này là ông chuyên về làm boss, thì những cái combo, những cái team mà mình sử dụng thì đa số là mình vô cái website của ông này để mình tìm cái speed của những cái combo đó ha. Thì để mình link cái website của ông này ở dưới thì cho các bạn nào mà cần tìm thì các bạn có thể truy cập ha. Thì mình cũng cảm ơn ông này vì đã ông đã cung cấp những cái kiến thức, những cái thông tin rất là quan trọng ha. Thì cái giống như nãy mình đã nói đó các bạn, thì cái combo mà mình sử dụng á thì ở trong này nè bạn, thì Miss Hair Salad, Miss Hair Alternate, đây cái Miss Hair Alternate. Thì khi các bạn click vô thì nó có nhiều cái combo đó bạn, thì các bạn có thể có thời gian thì cứ vô trong cái website này thì các bạn sẽ tìm được cái combo phù hợp cho các bạn, những con champion nào các bạn có. Hồi nãy giờ mình nói thì nó không đủ đâu, tại vì nó còn nhiều cái con champion mà có thể sử dụng để mà đánh cái Lamb Boss sử dụng cái unkillable hoặc là cái block damage combo hay các bạn. Thì các bạn chịu khó, tại vì mình không biết các bạn có cái combo gì cho nên là mình cũng chả thể nào mà mình biết hết được. Thì đây cái combo mình đang sử dụng là cái combo này ha. Thì ở trong cái website của ông này á, thì đây mình phải build như thế nào cho cái tốc độ á các bạn, nó đúng theo những cái tốc độ quy định ở trong này. Ví dụ như là con Demeter nè, thì cái tốc độ của nó từ 329 cho tới 329, có nghĩa là nó phải đúng 329 chứ nó không được hơn mà nó cũng được kém. Các bạn build sai một cái thôi, chỉ cần một chút xíu sai thôi là cái combo của bạn đi đi tông, nói chung là đi đời luôn. Mình chỉ muốn giới thiệu cái website này để cho các bạn có một cái nơi để mà các bạn vô các bạn tìm cái combo nào phù hợp với những cái con champion mà bạn có ha. Thì ví dụ như là đây có những cái combo mà mình không có sử dụng, mình không có nhưng mà ví dụ như có thể các bạn có thì sao. Ví dụ đây combo này có con Seeker nè, đây con này thì lại mình lại không có, hai con này mình lại không có, mà biết đâu có những bạn khác có thì các bạn có thể sử dụng cái này. Thì đây là cái tốc độ ha các bạn, thì các bạn cứ dựa theo đúng như cái này mà các bạn coi thôi, rồi các bạn build theo cho nó đúng cái tốc độ của nó thì cái combo của team các bạn thì nó sẽ hoạt động thôi. Đó thì cái website này nó có một cái hay nữa là cái calculator. Đây cái bạn các bạn nhìn ở trên này ha, cái calculator nè, bạn vô Climb Boss Calculator thì bạn click vô thì các bạn có thể nhập vô những cái con champion nào mà các bạn đã có cái speed của nó rồi, các bạn muốn coi nó hoạt động hay không thì các bạn nhập vô đây cái dữ liệu của con champion của các bạn ha. Ví dụ như là đây cái con Lamb Boss difficulty nè, thì bạn chọn cái level của con Lamb Boss. Ví dụ như là đây là Ultra Nightmare thì cái speed nó là 190 giống như nãy mình đã nói ha. Cái affinity này thì bạn có thể chọn voice hoặc là spirit force magic thì đó tùy các bạn. Rồi con champion này thì bạn cứ lựa thôi, các con champion nào của bạn đó thì bạn cứ lựa vô đây. Rồi thí dụ mà bạn muốn cái skill nào sử dụng trước thì các bạn có thể chọn nè, cái thí dụ cái đây là A1 là cái skill đầu tiên nè, priority nè, thì tại mình chưa có chọn champion nào cho nên không được, thì bạn có thể chọn cái thứ tự của cái con champion đó nó ra cái kia cái skill nào trước luôn. Thì mình cứ vô này thì mình sẽ coi cái speed của mình nó đã đúng chưa. Nếu mà đúng á, thì các bạn sẽ thấy
là ở cuối của mỗi cái turn đó thì nó có block damage unkillable. Thì đó, thì lúc đó là team của bạn nó sẽ không thể nào bị con Lambert nó giết được. Thì đây là cái nguồn mình sử dụng rất là nhiều khi mà mình muốn build một cái con một cái combo, một cái Lambert team ha. Rồi, trở lại với cái combo của mình thì đây để mình show các bạn cái combo của mình. Thì tại vì con cái Spirit này các bạn, mình không thể nào sử dụng được cái combo này ha. Tại vì cái con Spirit này nó sẽ đánh con Harris của mình, mà cái con Harris này nó rất là quan trọng, nó không thể nào bị stun được. Nếu mà nó bị stun là cái combo này đổ bể. Cho nên là mình sẽ sử dụng, mình có hai cách. Một là mình sử thay thế con Ronda này nè bằng một cái con nào mà màu đỏ, cái con champion tấn công màu đỏ. Thì tùy các bạn thôi. Đây mình có thí dụ mình con Rajin này nè, thì nó màu đỏ. Thì bạn thay thế vô đây cũng được. Nhưng mà mình không thích như vậy, tại vì cái con màu đỏ nó đánh vô con này nó bị weak hit quá rất là nhiều, thì cái damage của nó không có đủ. Thì mình chơi chợ, mình chơi lớn luôn các bạn, mình build luôn cái team khác luôn, tại vì mình có con Helicast mà. Đây. Thì mình sử dụng cái combo này, cái combo này thì nó lại mình cái combo này thì thường mình đánh là sẽ được khoảng 80 triệu damage, thì là dư được một one kill Ultra Nightmare hết các bạn. Mình thì mình rất là thích. Giống như là mình test coi con champion này nó đánh con Lambos được bao nhiêu damage. Rồi con champion kia thì mình build rất là nhiều cái con damage cho Lambos. Thì mình có con Dracomore này đây. Thì cái này mình đã đánh rồi, nhưng mà chút nữa mình cũng sẽ đánh lại thêm một lần nữa để cho các bạn coi luôn. Mình còn một key này mà không chưa, mình chưa xài, thì chút nữa mình đánh cho vui thôi. Tại vì mình đã đánh rồi. Rồi cái team này thì mình để mình show cái tốc độ của những cái con này ha. Thì con Helicast của mình á, thì nếu mà bạn nào muốn build thì các bạn có thể tham khảo đây. Thì cái speed của nó là 221 ha. Nếu mà bạn có con Helicast hoặc là con Rust Core The Tower thì bạn có thể sử dụng cái combo này được nè. Với lại con Seeker này cũng rất là quan trọng ha. Rồi Sepulcher là con này, miễn sao bạn tìm được cái con nào mà nó có cái skill block debuff buff thì mà 4 turn cooldown mới được nha các bạn, 3 turn không được nha, phải 4 turn thì mới sử dụng được. Thì bạn tìm con nào nó có cái yêu cầu đó thì bạn có thể thay thế vào cái con này được nha. Còn Farrakhan the Fat với lại con Dracomore này thì bất kỳ con damage nào bạn có vẫn xài được. Tại mình thích hai con này, mình xài ăn này thì bạn thảy con nào vô cũng được, miễn sao cái speed của nó đúng thôi. Còn cái con champion nào không quan trọng nha các bạn. Rồi ok, thì con Helicast này của mình á, thì mình sẽ cho nó ra cái chiêu thứ hai trước nè. Có nghĩa là mới đầu trận thì con này nó sẽ đánh trước, tại vì cái speed của nó lớn nhất, nó sẽ ra cái skill thứ hai trước. Rồi sau đó mình sẽ chọn cái skill thứ ba là cái lựa chọn đầu tiên của nó. Thì các bạn có thể set up giống hệt như mình vậy ha. Còn Seeker thì mình không cần phải làm gì hết, nó tự động nó đánh theo đúng cái thứ tự mình mong muốn rồi, mình không cần phải làm gì hết. Và cái speed của nó là 218 ha các bạn. Nó hơi chậm hơn con Helicast một chút xíu. Rồi cái con Sepulcher thì mình sẽ cho nó sử dụng cái skill đầu tiên trước, opening move nè, có cái flag này nè, có cái cờ này nè. Rồi sau đó là mình không có cần chỉnh gì thêm nữa hết. Con Ferrokin này thì tại vì mình thích nó sử dụng cái beatdown này là ally attack, thì cái ally attack này nó sẽ làm cho tất cả những cái con champion chung team, à cái này của mình cũng thiếu nữa nè, thì tất cả con champion chung team của nó đánh cái con Clan Boss thì nó sẽ tăng thêm cái cơ hội để các bạn damage con Clan Boss, tăng thêm cái chỉ số damage của bạn ha. Cái con Dracomore này á, thì nó rất là ngon cho Clan Boss luôn. Thứ nhất là nó có poison. Đây, nó có một cái skill attack 4 time, attack là tới 4 lần rồi, và nó có mỗi hit là có 5% poison. Thì có thể là một cái attack của nó thôi là nó đã có 4 cái poison ở trên con Clan Boss và kéo dài trong vòng 3 turn thì rất là mạnh. Với lại cái skill thứ hai, cái skill thứ ba của nó là nó có degree defense với lại weaken luôn, hai cái version loại lớn của degree defense với lại weaken. Thì cái con Clan Boss mình đánh Clan Boss thì mình chú ý là nên đem theo những con champion nào có degree defense và weaken luôn càng tốt, thì để cho mình tăng cái lượng damage mà mình gây ra cho con Clan Boss của mình ha. Thì Dracomore là một trong những cái lựa chọn rất là ngon. Rồi thì Dracomore của mình á, thì speed 188, Farrakhan the Fat cũng
Speed 188 hay con Sepulcher Sentinel của mình là 206, thì các bạn muốn build y chang vậy cũng được. Rồi mình sẽ show các bạn cái mystery của mấy con champion này luôn. Thì cái mystery rất là quan trọng nha mấy bạn. Các bạn build cái clan boss của các bạn có thể không hoạt động được nếu các bạn chọn cái mystery sai ha. Thì đây, cái con Helicast của mình, cái mystery đây. Nếu các bạn thích thì các bạn có thể copy trực tiếp, mình chụp hình màn hình gì đó cũng được. Nhưng mà nếu các bạn không thích đó, thì đây mình sẽ share cho bạn một số kinh nghiệm ha. Thì tất cả những cái con champion nào á mà các bạn build để mà đánh clan boss thì thường thường là cái phần offense này là bạn sẽ chọn cái phần offense. Rồi nhất định là cái phần offense này ha, tại vì mình muốn maximum cái damage của mình, mà mình muốn nhiều damage càng tốt thì mình phải chọn cái phần offense. Còn cái phần defense với support này thì tùy cái con champion mà mình chọn một trong hai ha. Thì support này thì dành cho những cái con champion nào mà nó cần debuff cái con clan boss. Ví dụ như con Helicast này, cái skill đầu tiên của mình á là mình có cái weaken, thì mình muốn cho nó debuff cái con clan boss, cho nên mình chọn support này, tại vì cái này thì nó cộng cho mình 10 accuracy nè. Ở đây nó cộng thêm cho mình 20 accuracy nữa nè. Đó. Ở đây nó cộng cho mình thêm 16 accuracy nữa nè. Thì nổi ở bên này là mình được 3 40 accuracy đó các bạn. Thì đó. Rồi cái này thì không quan trọng lắm ha. Nhưng mà các bạn nên tránh những cái mastery nào mà nó tác động lên cái năng lượng của các bạn. Ví dụ như là đây. Cycle of Magic này hết. Có 5% cơ hội để mà decrease cái cooldown của một cái skill nào đó, thì cái này nó nguy hiểm. Nó có chỉ có 5% thì nó ít lắm, nhưng khi nguyên một cái trận đánh mà không có, nó không có gơi vào cái 5% này, nhưng mà nó cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ như là bạn xui bạn gơi vô cái 5% này, nó làm cho cái skill, cái thứ tự mà nó ra skill nó thay đổi một cái là rồi xong, cái là cái combo đi đời ha. Thì đó các bạn chú ý. Rồi nè, increase speed, cái này thì nó không sao, cái này thì đâu có con champion nào chết đó thì nó không quan trọng. Rồi rapid response này nè, có 30% cơ hội để increase cái turn meter. Thì nếu các bạn nhìn thấy cái nào mà nó dính tới cái increase turn meter này, có nghĩa là nó tăng cái năng lượng của các bạn lên đó, thì các bạn nên tránh xa nha, tránh xa tuyệt đối. Tại vì nó sẽ làm cho cái tốc độ, cái order của cái skill hoặc là cái speed của cái con champion nó thay đổi, là cái combo của bạn đi tông luôn. Rồi cũng do tương tự như vậy thì mình cũng thấy có một vài ở bên này, nhưng mà mình không có nhớ là cái nào. Đây cái cycle violin này, cũng có 30% cơ hội nè, degree cooldown nè. Thì với lại nó, các bạn thấy không, mấy cái degree cooldown của mấy cái skill á thì những cái con champion nó quan trọng, giống như là con Helicast nè, còn Seeker thì nói chung là con nào chỉ có con DPS thì nó decrease cooldown không sao, cái con mà damage á, thì nó decrease cooldown không sao, tại mình không có cần quan trọng những cái skill của nó chỉ là cái nhiệm vụ của nó là chỉ để tấn công thôi. Và tuyệt đối là cái nào mà nó tăng tốc độ hoặc nó giảm tốc độ hoặc nó tăng cái turn meter thì bạn nên tránh xa ha. Thì các bạn chú ý kỹ, còn nếu mà các bạn không muốn mất thời gian thì cứ copy trang của mình là được. Rồi cái con này con Helicast ha. Rồi Seeker, Seeker là màu xanh thì phải. Mình build tới hai con Seeker là các bạn, tại vì hai cái team cần, mỗi cái team đều có con Seeker hết, mà mình không có muốn bỏ một cái combo nào hết, cho nên mình build hai con, tại mình cũng có hai con mà. Ở đây cái mastery thì như nãy mình nói, con Seeker này của mình á, mình không có cần nó phải debuff cái gì hết á, cho nên mình nhảy qua bên cái phần defense này ha. Thì nó có cái counter attack này các bạn, thì miễn mà nó có counter attack này á, thì mình sẽ gây ra được nhiều cái damage hơn thôi. Rồi Seeker xong rồi thì tới con Dracomore. Thì cái con này là cái con damage dealer này, cái con này damage thì mình build nó chủ yếu là damage. Đây
các bạn có thể copy của mình hoặc là các bạn có thể tự build cũng được, miễn sao các bạn tránh những cái phần nguy hiểm. Cái này có cycle violin thì nó không sao, các bạn nó cooldown thì giống như mình nói nó cooldown cái skill thì nó không sao, tại vì con này con DPS, con damage thôi. Nó không sao hết. Rồi cái phần support này á. Đây các bạn thấy nè, mình build bên support nè để mà mình tăng cái accuracy, tại vì muốn nó lên cái degree defense với lại weekend ha. Rồi. Cái con Sepulcher Sentinel. Đây. Mastery của nó thì cái này nó không quan trọng bạn, cái này nó xuống dưới đây nó không có ảnh hưởng gì nó tới cái con champion hết trơn, cho nên mình không quan trọng ha. Mình chỉ build vài cái cho vui thôi. Quan trọng là bên này để mà nó tăng cái lượng damage của nó lên cái con Lamb Boss thôi ha các bạn. Rồi, vậy là tất cả con champion đúng không? Helicast, Sepulcher Sentinel, Dracomore, Falcon the Fat. Ok, thiếu con Falcon the Fat. Đây, Falcon the Fat thì nó cũng là con damage dealer thôi. Thì các bạn có con damage dealer nào bạn bỏ vô đây bạn build cũng được. Cái bên cái offense này các bạn, cái thí dụ nào cái skill đầu tiên, cái A1, cái skill số 1 của nó, cái default skill của nó, thí dụ nó đơn mục tiêu no. Thí dụ như là nó tấn công cái enemy một hit hoặc là hai hit thì các bạn nên chọn cái này ha. War Master. Nó có 60% cơ hội để mà tăng cái lượng damage của các bạn ha, 10% của cái damage max HP. Đó. Còn nếu mà cái skill đầu tiên của nó mà nó tấn công 3 lần á trở lên á thì các bạn sẽ chọn cái này ha. Giant Slayer. 3 lần ví dụ như con Cohort, cái skill đầu tiên của nó là đánh 4 lần. Rồi con nào nữa ta? À con Ronda là cũng là một trong những con mà mình sử dụng trong Clan Boss. Mình thấy nó rất là mạnh. Tại vì cái skill đầu tiên của nó có thể đánh được tới 4 4 lần lận, attack 4 lần lận. Thì các bạn nên chọn cái Giant Slayer thay vì cái này ha. Đó. Thì một chút cái chia sẻ như vậy thôi. Tại vì con này là cái con nó cũng có cái debuff mà mình sử dụng là cái HP burn, cho nên là lý do tại sao mình build bên cái nhánh này mình không có build cái defense ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái team của mình nó đánh con Lan Boss như thế nào thôi. Thì đây. Cái team này không được ha, thì mình xài cái team này. Vui lắm các bạn, thì nếu mà các bạn có một cái team duy nhất thôi, không phải không có được nhiều team như mình á, thì nếu mà các bạn không muốn chạm trán với những cái con màu sắc này mà các bạn tập trung đánh vô cái con tím thôi, thì cái con Lan Boss á 50% cái máu đầu tiên của nó trong cái nguyên một ngày đó thì các bạn 50% đầu tiên của nó là nó sẽ nằm ở trong màu tím, thì khi nào mà các bạn đánh nó hơn 50% lượng máu của nó thì nó chuyển sang cái màu có thể là xanh hoặc là đỏ hoặc là xanh dương hay gì đó, thì cái đó là mình không biết, cái nó hên xui thôi ha. Thì nếu các bạn nào muốn tránh tiếp xúc và phải deal với những cái màu này thì các bạn cứ lựa khi nào mà cái clan boss nó mới reset đó các bạn, thì các bạn vô đánh thôi. Lúc đó là bạn chỉ cần build một team, một hoặc chỉ cần một con champion mà damage dealer duy nhất thôi, chứ không phải như mình ha. Thì cái team này của mình á là mình cân hết nha, chỉ trừ cái màu xanh lá thôi, tất cả những cái màu khác là mình có thể xài cái combo này hết nè, đều one key hết. Ok, nhưng mà tại vì xanh lá cho nên mình phải sử dụng cái combo khác thôi. Thì đây. Ok. Bấm vô thì chỉ ngồi thưởng thức thôi các bạn. Trong vòng khoảng 10 10 15 phút vậy đó. Đó, cái skill thứ hai của con Helicast ha. Với lại các bạn nên chọn cái Phantom Touch, cái Blessing nếu mà các bạn có ha, cho một vài con champion của bạn để nó tăng thêm cái lượng damage. Đó, các bạn thấy không, cái poison của con Dracomore này nè, rất là nhiều poison, có cái weaken với degree defense. Ở đây là cái turn thứ hai thì nó sẽ đánh cái skill mà nó decrease speed của các bạn, tại vì con này con màu xanh lá cây ha, nhưng mà nó đã stun luôn, nó qua cái turn thứ ba rồi, nhưng mà mình có cái block debuff buff thì nó không có stun mình được ha.
À với lại cái này là cái gì mình không mình quên tên nè, cái màu đỏ này trong cái blessing nè. Thì các bạn nên chọn cái này, nó cũng tăng cái lượng damage của các bạn lên đó. Cái cục đá nó rơi xuống nó mình quên tên rồi. Rồi thì mình rồi như vậy là kết thúc cái attack của mình ha. Thì đây mình được 80.000 80 triệu damage nè các bạn, thì đó là như vậy là quá đủ rồi. Thì con Helicast của mình build nó cũng attack cũng được 18 triệu mấy ha. Cái con Dracomorph của mình thì cái con này damage cái con damage dealer chính của mình được tới 38 triệu mấy nè, còn mấy con khác thì 10 triệu trở xuống. Thì đó các bạn, thì cái combo này là mình chỉ dành riêng cho cái màu xanh lá cây thôi ha. Còn những cái combo những cái affinity khác thì mình sử dụng cái combo còn lại, thì để cái có một cái dịp nào đó thì mình sẽ làm riêng cái video với combo còn lại ha. Thì mình thấy cái combo còn lại thứ nhất là nó free to play hơn, tại vì các bạn nó không có con legendary nào hết, các bạn chỉ cần yêu cầu có con Demeter, con Seeker, Deacon Armstrong với lại con Ares. Mà con Ares đó là cái con mà mình có thể farm được nha các bạn, nó free to play thì nó rất là dễ kiếm. Thì để một dịp nào đó mình sẽ làm riêng về cái combo đó để cho các bạn tham khảo ha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này cũng hơi dài các bạn, thì cảm ơn rất nhiều. Mình hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo ha. Mong các bạn cho mình một like với lại subscribe nếu bạn thích cái video này, hoặc là đóng góp ý kiến gì đó để mình biết mình cải thiện cái chất lượng video mình lên ha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye.